trước lúc đi trạch hạo không quên căn dặn vệ sĩ để mắt đến quân giao rồi mới yên tâm rời đi mỹ kim từ trên phòng vội vàng chạy xuống ông lấy cánh tay của trạch hạo nũng nịu nói anh đi đâu mà vội vàng vậy trạch hạo thờ ơ trả lời anh phải đi công tác nhưng lần này sẽ đi hơi lâu em ở nhà rảnh rỗi quá thì đi tìm bạn mình mà chơi đừng gọi điện làm phiền anh mỹ kim biểu môi nói anh lạnh lùng thật đấy, em biết rồi. Trạch Hạo rút tay ra khỏi vòng tay của Mỹ Kim rồi rời đi, cô ta đứng nhìn hắn lên xe rời đi, đôi mắt bỗng lóe lên một tia hy vọng. Kết hoạch này thành công thì cô ta sẽ có thể chiếm trọn được trái tim của Trạch Hạo. Mỹ Kim lén lút đi vào phòng của quân giao, cô ta vui mừng nói. Cô được ông trời độ rồi, anh Hạo đã đi công tác lần này sẽ đi rất lâu vì đây là đối tác quan trọng quân giao nghe mỹ kim nói tâm trạng liền trở nên tốt hơn có thật không như vậy thì tốt quá nhưng kế hoạch của cô sẽ như thế nào mỹ kim đi qua lại trong phòng cô ta đang trầm tư suy nghĩ nên lẩm bẩm nói chuyện một mình nếu như đưa cô ấy đi thì dễ dàng quá rồi đám vệ sĩ cứ bao vây cả căn nhà nếu biết mình giúp cô ta rời khỏi đây chắc chắn anh hạo sẽ giận không muốn nhìn mặt mình phải làm cách nào đó để cô ấy có thể rời khỏi đây như là bị đuổi chứ không phải trốn chạy một lúc sau quân giao lên tiếng nói tôi có một cách này nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong mắt công chúng mỹ kim nhìn quân giao hoài nghi hỏi là cách gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy quân giao lên tiếng nói ra những gì mình suy nghĩ trong đầu nhờ đến cánh truyền thông lan truyền thông tin cô đang ở nhà vị hôn phu của mình nhưng bên cạnh đó anh ta đang giam giữ một người phụ nữ khác chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cổ phần và danh dự của gia tộc anh ta từ trước đến nay ba mẹ của trạch hạo không liên can gì đến cuộc sống riêng tư của anh ta chỉ quan tâm đến sự phát triển tập đoàn của gia tộc tôi nghĩ chuyện này sẽ khiến cho ba mẹ của anh ta ra mặt giải quyết trong lúc anh ta đang đi công tác tôi biết với tính cách gia đình của anh ta bọn họ sẽ tìm cách nhanh nhất để làm cho mọi chuyện lắng xuống bọn họ sẽ đuổi thẳng tôi ra khỏi đây để tránh liên lụy về sau mỹ kim lo lắng phản đối không được làm như thế tôi sẽ mất niềm tin với ba mẹ của anh hạo mất quân giao nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy hy vọng cô xem như mình chẳng hề biết chuyện này chỉ tình cờ bị chụp lén họ sẽ không truy cứu cô đâu còn về bản thân tôi tôi sẽ chịu đựng mọi thứ bởi vì danh phận của tôi chẳng khác nào những người hầu ngoài kia bọn họ sẽ đổ tất cả lỗi lầm cho tôi thôi cô cứ yên tâm ngày trước vì sợ ảnh hưởng đến tập đoàn của gia tộc mà ba của trạch hạo đã ép buộc hắn phải im lặng không tiếp tục truy cứu về cái chết của ân nhi bọn họ chỉ là những con người ham hư vinh danh vọng của gia tộc hắn cũng chỉ là một tên khốn hèn mọn chỉ biết trút giận bao nhiêu hận thù lên người của quân giao mỹ kim cứ do dự không chịu đồng ý quân giao đi đến bình tĩnh dẫn dụ cô ta nếu như cô không đồng ý với kế hoạch này thì mãi mãi cô cũng chẳng thể có được trạch hạo với tính cách của anh ta chắc chắn trạch hạo sẽ không buông tha cho tôi đâu trừ phi tôi có thể rời khỏi đây biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh ta mỹ kim cảm thấy những lời quân giao nói lại vô cùng hợp lý hãy cho tôi một đêm để suy nghĩ quân giao gật đầu đồng ý nhưng cô lại có ý hối thúc thời gian có hạn mong cô hãy suy nghĩ thấu đáo mỹ kim đi về phòng nhưng tâm trạng lại vô cùng bất an nếu như chuyện lần này không thành thì chẳng có cơ hội cho lần sau đâu ngày hôm sau cuối cùng mỹ kim đã đồng ý với kế hoạch mà quân giao đặt ra cô ta liên lạc với quản lý của mình để tìm một tay chuyên đi săn ảnh những minh tinh nổi tiếng với sự nổi tiếng của cô ta chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng lớn làm ảnh hưởng đến vị thế của gia tộc trạch hạo nhưng cô ta hoàn toàn không biết mình lại là cái bàn đạp để giúp quân giao trả thù gia đình trạch hạo cô đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất nhưng quân giao vẫn lo lắng một vài phần mỹ kim cố tình đi ra từ nhà của trạch hạo để cánh báo chí có thể chụp được mình rồi vội vàng lên xe rời đi quân giao chỉ mong kế hoạch lần này sẽ thành công để cô có thể rời khỏi chốn địa ngục trần gian này đến xế chiều đúng như dự tính của hai người tin tức lan truyền nhanh như một mũi tên trên khắp các mặt báo đã lan truyền thông tin thiếu gia nhà họ hàng hàng trạch hạo qua lại với đại minh tinh hồ mỹ kim có tin đồn anh ta đã kết hôn với thiên kim nhà họ lý vì quan hệ đối tác và công việc nhưng không lâu sau tập đoàn lý thị đã bị hàng thị nuốt chửng vì lợi ích cá nhân dẫn đến phá sản gia tộc hàng thị chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty mà ra tay hãm hại tập đoàn Lý thì phải phá sản đi đến bước đường cùng. Giám đốc đứng đầu công ty, cũng là người giúp đỡ hợp tác với tập đoàn Hàng Thị không chịu được cú sốc, đã qua đời vì cơn đau tim, con gái của ông Lý đã kết hôn với hàng trạch hạo của tập đoàn Hàng Thị, liên tục bị hành hạ và giam cầm như nô lệ vì đã hết giá trị lợi dụng. Chỉ một tin tức mà giá cổ phiếu của tập đoàn Hàng Thị đã giảm sút nghiêm trọng quân giao ngồi trước bàn trang điểm cô tự nhìn bản thân mình trong gương từ ngày đặt chân vào đây cô chẳng có thời gian để soi gương hay chăm sóc bản thân bây giờ nhìn lại mình trong gương cô cảm thấy bản thân thật thảm hại gương mặt đầy sự hốc hác mệt mỏi có lẽ đã đến lúc mọi chuyện kết thúc chính quân giao là người đã liên hệ với người chụp ảnh lén mỹ kim cô đã nói ra toàn bộ sự thối nát của gia tộc nhà hắn trước vẻ ngoài hào nhoáng đó trước khi rời khỏi đây quân giao đã thề phải khiến cho gia đình họ phải trả giá cho những chuyện xấu xa bọn họ đã làm với gia đình cô tin tức lan truyền rộng rãi mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán các cổ đông lớn đã có động thái muốn rút vốn đầu tư chuyện này đã đến tai của ba mẹ trạch hạo ba của hắn không ngừng chửi rủa quân giao đúng là đồ xui xẻo tôi đã bảo bà tống cổ cô ta đi rồi mà tại sao lại còn giữ lại đến giờ này bà đã thấy hậu quả chưa bà hàng châu mày khó chịu nói đừng có chuyện gì cũng đổ lỗi cho tôi trạch hạo cứ một mực muốn giữ cô ta lại tôi có quyền đuổi đi à ông cũng biết tính khí của nó rồi đấy ông hàng tức giận đến đỏ cả mặt ném mạnh ly trà đang uống vào tường thật mạnh hét lên đủ rồi tôi sẽ tự giải quyết tận gốc để không ảnh hưởng đến công ty về sau, bà chẳng giúp ích được gì ngoài việc bao che cho bọn nó. Đúng là con hư tại mẹ mà. Bà Hàng cũng không thể nào nhìn nổi trước sự tức giận vô cớ của chồng mình, bà cũng lớn tiếng quát lại. Con người ông có suy nghĩ cho hạnh phúc của con mình không? Hay chỉ muốn tiền và quyền lực? Lúc nào cũng ngăn cản con trai của mình không cho bọn nó được tự do làm những điều mình muốn lúc trước cũng vì trạch hạo yêu một cô gái không địa vị gia cảnh bình thường ông đã ra sức ngăn cản nhưng trạch hạo vẫn hết mực yêu thương cô gái đó hai đứa còn có con với nhau xác định ngày cưới trạch hạo chấp nhận tất cả những luật lệ khắc nghiệt ông đặt ra cho nó từ nhỏ đến lớn nụ cười trên môi nó ông đã thấy được mấy lần bây giờ cũng vậy Ông điên cuồng bắt nó đánh đổi mọi thứ để phát triển cơ nghiệp. Ngày đó ông không dùng mưu đồ độ ác độc của mình, cho người truy sát ân nhi, giết chết cô ta, thì bây giờ chắc tôi đã có cháu ấm bồng. Ông hàng ngông cuồng nói. Cô ta xứng đáng bị như vậy. Hàng người thấp hèn đó không xứng bước chân vào căn nhà này. Bà hàng lắc đầu ngán ngẩm với sự độc ác của chồng mình. Vậy gia đình họ Lý đã làm gì ông? tại sao ông lại dùng gia đình họ làm bia đỡ đạn. Khi ân nhi bị đám thuộc hạ của ông truy sát, cô ta đã chạy điên cuồng về phía trạch hạo, đôi tay không ngừng ông chiếc bụng đang mang giọt máu của gia tộc. Ân nhi điên cuồng bảo vệ đứa bé đến mức chạy qua đường mà không nhìn đèn để rồi bị đâm chết. Ông có còn tình người hay không? Hay đã bị quyền lực và danh vọng làm cho mờ mắt? Bà Hàng vừa nói vừa khóc nghẹn. Ông thật sự quá độc ác, suốt thời gian qua, Trạch Hạo cứ nghĩ là lão Lý đâm chết ân nhi, nó luôn mang thù hận trong người với một tâm thế muốn trả thù, nó đã trở nên độc ác giống ông, gián tiếp giết chết lão Lý bằng cách làm cho tập đoàn của ông ta phá sản, để ông ấy phải lên cơn đau tim mà qua đời, con gái của ông ta cũng bị nó hành hạ tàn nhẫn như vậy, ông đã mãn nguyện chưa hả? Ông Hàng tức giận chỉ thẳng tay vào mặt vợ mình. Bà có im ngay không? Nếu để người ngoài nghe thấy thì bà sẽ biết tay tôi. Là do ông ta ngu ngốc, bị tôi lợi dụng mà không hề hay biết, cuối cùng con người cũng chỉ hơn nhau ở cách suy nghĩ. Bà hàng thật sự quá tuyệt vọng, tại sao bà lại có một người chồng độc ác như thế, một kẻ máu lạnh điên cuồng theo đuổi danh vọng. Mỹ Kim đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện cô ta đang định đi đến để giải thích với ba mẹ của trạch hạo về vấn đề tin tức lúc sáng nhưng tình cờ lại biết được sự thật đau lòng này khiến cho cô ta rơi vào vòng suy nghĩ nếu như bọn họ biết được cô đã nghe hết câu chuyện thì cái mạng này của cô cũng không giữ được tin tức đã đến tai của trạch hạo hắn đang ngồi trong khách sạn để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông quan trọng nhưng gương mặt của hắn tối sầm lại nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, bàn tay bóp chiếc điện thoại đến nổi cả gân xanh lên, nhưng một cuộc gọi đến đã phá vỡ bầu không khí đó. Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, trạch hạo chán nản nhưng rồi hắn lại bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của trách của ông hàng. Con đang ở đâu? Đã xem tin tức chưa? Ta đã nói sau khi thâu tóm được tập đoàn nhà họ Lý thì nhanh chóng đuổi cổ cô ta đi mà sao không nghe lời nếu con cứ giải quyết mọi chuyện một cách ngu ngốc như thế thì ta sẽ ra tay làm cho mọi chuyện lắng xuống trạch hạo lạnh lùng trả lời ba định làm gì cứ để mọi chuyện cho con giải quyết đừng xen vào chuyện của con ông hàng quát lớn qua điện thoại đợi con về giải quyết thì cơ nghiệp của nhà họ hàng chẳng còn gì ta sẽ tự giải quyết con cứ lo mọi chuyện bên đó ổn thỏa đi trạch hạo vô cùng tức giận trước sự cố chấp của ba mình hắn ta ném chiếc điện thoại vào tường màn hình liền vỡ nát trạch hạo gọi trợ lý đặt vé máy bay quay về nước ngay lập tức nếu còn chậm trễ thì mọi chuyện sẽ bị hủy hoại trong tay ba của hắn từ trước đến nay hắn vẫn như là một con rối trong tay ông ấy mặc dù đã có được sự thành công và cơ nghiệp riêng vững chắc nhưng trạch hạo vẫn không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của ba mình ông ta quả là một con người độc tài đến đáng sợ sẵn sàng ra tay với những người dám ngán đường ông ta trợ lý của trạch hạo vội vàng thu dọn hành lý để cùng hắn quay về nước cùng lúc đó một chiếc xe màu đen cao cấp đang lao nhanh đến dinh thự của trạch hạo quân giao cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với mình cô đang ngồi trong phòng hành lý đã chuẩn bị sẵn sàng cô đang cầm cọ trang điểm cẩn thận trang điểm lên gương mặt đã lâu cô không được nhìn thấy, quân dao lấy son đặt lên môi cô cẩn thận tô lên. Cô nhìn lại mình trong gương, trên môi là một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Chiếc xe của ông Hàng đã đến dinh thự của Trạch Hạo, hai vợ chồng họ bước xuống xe với một thần thái sang trọng, người hầu trong căn nhà vội vàng kính cẩn chào đón. Họ đi vào sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống từ khi hắn bước ra ngoài ở riêng tự mình thành lập công ty ông hàn chưa một lần đặt chân đến đây chỉ có mẹ của hắn thường xuyên qua lại để thăm hỏi kể cả trạch đông cũng không thể nào chịu nổi tính khí độc tài của ông ta nên cũng rời khỏi nhà chính đi theo sự nghiệp riêng của mình ông hàn đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ đưa cô ta đến đây Người đàn ông mặc vét đen cúi đầu tuân lệnh rồi nhờ một người hầu chỉ dẫn đến phòng của quân giao, Liên Hoa đứng đó vô cùng lo lắng cho cô. Quân giao chắc chắn sẽ gặp trắc rối, ông hạng đích thân đến đây chắc không phải là chuyện nhỏ. Quân giao cẩn thận đi xuống cầu thang, trong đôi mắt cô chẳng có chút gì là sợ hãi cả mà thay vào đó là sự giải thoát. Quân giao nhìn hai vợ chồng ông Hàn, cúi đầu chào hỏi thể hiện sự lịch sự. Ông ta lên tiếng vào thẳng vấn đề. Cô đã xem tin tức rồi chứ? Quân giao gật đầu nói. Tôi biết. Ông hàng nhìn quân giao bằng ánh mắt trăng đe nói. Tôi muốn cô ký vào đơn ly hôn và ngay lập tức rời khỏi đây. Đương nhiên tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền để cô có thể sống tốt. Quân giao nghe ông ta nói xong cô liền mở một nụ cười bí ẩn nói. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng tôi nghĩ là ông nên làm nhanh lên nếu không trạch hạo về mọi chuyện sẽ chẳng theo ý muốn của ông đâu trong đôi mắt của quân giao là sự lạnh lùng cô chẳng còn gì để tiếc nuối thoát khỏi đây cô sẽ bước tiếp cuộc đời mới đơn ly hôn đâu hai vợ chồng ông hàng nhìn nhau đầy bất ngờ không ngờ cô lại có thể đồng ý nhanh thế họ bảo luật sư đưa đến trước mặt quân giao một tờ giấy đó là đơn ly hôn cô không hề chần chừ mà ký vào đó thủ tục căn bản đã xong xuôi quân giao cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng cô đứng lên nói tôi đi được chưa nhưng ông hãy giữ đúng lời hứa về số tiền chuyển cho tôi còn một điều nữa đừng để trạch hạo tìm ra tôi nói rồi quân giao đi lên phòng lấy hành lý của mình rồi bước xuống nhà cô đưa mắt nhìn về phía liên hoa đôi môi nở một nụ cười đầy sự hạnh phúc cuối cùng cô cũng đã thực sự thoát khỏi nơi này liên hoa cũng gật đầu chúc cho cô có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn quân giao nhẹ nhàng bước lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn khi chiếc xe lăn bánh rời đi cô nhìn ra bên ngoài cửa kính chắc đã đến lúc cô nên nói lời tạm biệt nơi này ông hàn cười đắc ý nói với vợ mình đúng là ngu ngốc chẳng có ai có thể vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền Bà hàng nhìn ông chồng độc ác của mình nói: Ông định làm gì cô ta? Ông ta ung dung tựa lưng vào ghế nói: Chỉ là trừ khử một con chuột phá hoại mùa màng mà thôi. Chiếc xe chở quân giao liền bẻ lái sang hướng khác, cô nhìn ra cửa kính, con đường này vô cùng vắng vẻ, nói đúng hơn là không một bóng người, quân giao tò mò hỏi: Anh đang đi đường nào vậy? Người tài xế không trả lời trên gương mặt của anh ta đầy sự nguy hiểm. Quân Giao bắt đầu sợ hãi, cô nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng ông ta lại muốn trừ khử cô. Tất cả bọn họ đã không còn tính người. Quân Giao đau đớn lắc đầu nói: cuối cùng mình cũng chỉ đi được đến bước đường này. Bỗng nhiên có một chiếc xe trắng ngang đường, một người phụ nữ mang kính đen ăn mặc kín đáo bước xuống xe. Quân Giao nhìn qua đã biết đó là Mỹ Kim. Cô ta đi đến người tài xế bước ra quân giao cũng nhân cơ hội đó bước xuống xe cô nghe mỹ kim nói với người tài xế anh chỉ cần về nói với bọn họ là đã trừ khử cô ta đây là số tiền công của anh hãy giữ kín miệng người tài xế gật đầu nói tôi biết rồi thưa cô quân giao đang không hiểu chuyện gì xảy ra cô nhìn mỹ kim đầy hoài nghi chuyện này là sao cô ta đi đến kéo quân giao vào xe kể hết toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe sau khi nghe lén được đoạn đối thoại của hai vợ chồng ông hàn mỹ kim biết bọn họ sẽ không buông tha cho quân giao nên đã lên kế hoạch để giúp cho cô mỹ kim nói với quân giao sau này cô hãy sống thật tốt hãy làm lại cuộc đời tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi mỹ kim đưa cho quân giao một bao thư trong đó là một khoản tiền cho cô trang trải quân giao bỗng nhiên rơi nước mắt cô nghẹn ngào nói tôi cảm ơn cô nếu như hôm nay không có cô chắc chắn tôi đã bỏ mạng mỹ kim thở dài nói được rồi tôi cũng là phụ nữ nên cũng hiểu cảm giác của cô đừng mang ơn gì cả tôi cũng chỉ muốn cô rời khỏi anh hạo mà thôi quân giao thừa biết giả tâm của cô ta nhưng mạng sống của cô ngày hôm nay cũng là do mỹ kim cứu nên cô sẽ không oán trách gì cả quân giao gật đầu nói được tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của các người nữa tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh ta kết thúc cuộc nói chuyện quân giao và mỹ kim trẻ hai hướng khác nhau cô ta sẽ là người thay thế quân giao ở cạnh trạch hạo cho những ngày tháng sau này còn quân giao sẽ viết tiếp một cuộc đời mới cho mình trạch hạo vừa xuống máy bay đã vội vàng lái xe quay về nhà nhưng trạng thái lúc này của hắn vô cùng lo lắng trong đôi mắt là sự phiền não vô tận cuối cùng trạch hạo cũng đã chậm một bước hắn đã không về kịp lúc để ngăn chặn sự độc ác nhẫn tâm của ba mình cổng dinh thự mở ra xe của trạch hạo đi vào trong hắn vội vàng bước vào nhà nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi một người hầu với thái độ như muốn giết người quân giao đâu người hầu đó run rẩy nói với hắn cô ấy đã được ông chủ cho người đưa đi trạch hạo nghe xong gương mặt liền biến sắc hắn vội vàng đi lên phòng của quân giao mọi thứ đều trống rỗng quần áo của cô cũng biến mất lúc này hắn mới cảm giác được mức nghiêm trọng của vấn đề trạch hạo điên cuồng chạy xuống nhà lái xe đi đến nhà chính hắn không thể nào chấp nhận được tại sao người mà hắn gọi là ba lại có thể đối xử với hắn như vậy chưa bao giờ ông ấy tôn trọng ý kiến hay quyết định của trạch hạo chỉ làm theo những gì mình muốn khi về đến nhà không nhìn thấy quân giao đâu trái tim của trạch hạo bỗng chốc dâng lên một cảm giác đau đớn đến khó tả hắn đã quen với việc hành hạ dày vò cô nhưng khi không còn quân giao bên cạnh hắn lại cảm thấy vô cùng trống rỗng muốn đi tìm cô về ngay lập tức trạch hạo đầy sát khí đi vào nhà chính Hắn nhìn ông hàng đang ngồi ung dung xem tivi mà trong lòng đầy sự phẫn nộ. "Cô ấy đâu?" Ông hàng liếc nhìn Trạch Hạo rồi nói như chưa có chuyện gì xảy ra. "Ta đã cho người thủ tiêu cô ta rồi, bớt đi sự phiền phức, chẳng phải con kết hôn với cô ta cũng chỉ vì muốn trả thù hay sao? Ta đã thay con làm việc đó rồi, không cần bận tâm nữa." Nói rồi ông ta lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Trạch Hạo. Mau ký vào đi, chuyện của con xem như giải quyết xong. Bây giờ hãy chuẩn bị cho hôn lễ với Mỹ Kim để dập tắt tin đồn. Trạch Hạo nhìn tờ giấy đơn ly hôn, đôi mắt của hắn dâng lên một sự đau thương đến lạ thường. Trạch Hạo cầm lấy tờ giấy nhầu nát rồi thẳng tay ném vào sọc rác. Chẳng phải con đã bảo đợi con về giải quyết hay sao? ông hàng chẳng có chút gì tội lỗi sau những tội ác mình đã làm. Đợi cái gì? Ta đã bảo ta sẽ giúp con giải quyết, không nói nhiều nữa mau ký vào đi, đừng làm trò nữa. Bỗng nhiên lúc đó người tài xế được thuê để trừ khử quân giao cũng đã đến. Anh ta đi vào bên trong báo cáo với ông Hàn. Thưa ngài tôi đã xong nhiệm vụ, trừ khử cô ta rồi phi tan chứng cứ, vì không còn người thân sẽ không ai biết về cái chết của cô ấy, ngài cứ yên tâm. Trạch Hạo đi đến nắm lấy cổ áo của người tài xế, hắn nhìn anh ta bằng đôi mắt như muốn giết người nói. Anh đã làm gì cô ấy? Ông Hàng nhìn thấy con trai điên cuồng như thế liền đứng lên nói. Có thôi đi không, con điên cuồng như thế để làm gì, chẳng phải ta đã nói với con. Muốn thành công, có vị trí trong xã hội thì phải chấp nhận không có tình cảm thật lòng. Đừng nói với ta là con đã yêu cô ta rồi có đúng không? Nên không nỡ đuổi cô ta đi cứ giữ cô ta bên cạnh, ra sức bảo vệ thật sự quá ngu ngốc. Ông hàng nhìn trạch hạo cười khinh bỉ. Đã là đàn ông, không thể nào yếu lòng trước một người phụ nữ không xứng đáng, con hãy kết hôn với Mỹ Kim, sau này ta sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con nữa bà hàng từ bên trong đi ra trong đôi mắt của bà là sự kinh tởm người chồng mà bà yêu thương lại là một con người tàn độc xấu xa đến như vậy nước mắt bà bỗng chốc tuôn rơi nghẹn ngào nói ông điên thật rồi tôi thật sự quá sợ hãi ông từ trước đến nay tôi đã nhìn lầm ông ông hàng nhíu mày lại nói với giọng tức giận thêm bà nữa sao nếu tôi không làm như vậy thì bà được ăn sung mặt sướng như ngày hôm nay hay sao muốn gì có đó bà còn đòi hỏi gì nữa bà hàng thật sự đã quá mệt mỏi trước sự tham lam quyền lợi và danh vọng của chồng mình bà lấy ra một tờ giấy là đơn ly hôn đưa đến trước mặt chồng rồi kiên quyết nói ký vào đi tôi không thể nào sống với một người chồng máu lạnh như ông nghĩ đến mỗi đêm nằm cạnh kẻ đã giết người tôi không thể nào chấp nhận được Ông hàng tức giận quát lớn. Bây giờ lại đến bà, các người đang muốn chọc tức tôi đúng không? Được. Tôi sẽ ký, bà đừng có mà hối hận quay lại cầu xin tôi. Ông ta thẳng tay ký vào tờ giấy, cuối cùng cả thanh xuân của bà cũng đã kết thúc một cách vô nghĩa. Nhưng bà lại cảm thấy vui đến lạ thường. Suốt thời gian qua bà phải nhìn sắc mặt ông hàng mà sống, bà đã quá mệt mỏi rồi. Như trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng trên người xuống, bà Hàng nhìn con trai nói, "Cô ta đã bị thủ tiêu rồi, con đừng nuôi hy vọng tìm kiếm nữa, bây giờ cô ấy chỉ còn là cái xác lạnh lẽo." Trạch Hạo như phát điên, hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, ông Hàng là người đàn ông đầy giả tâm, tuy có được mọi thứ như lại không giữ được hạnh phúc gia đình, điều đó lại không hề khiến ông ấy ân hận bây giờ trong lòng ngực của hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu như bị mất mát một thứ gì đó rất quan trọng trạch hạo chỉ biết trút giận lên người đàn ông đã trừ khử quân giao hắn tung những cú đấm như trời giáng xuống mặt người đàn ông nghiến răng tức giận nói người đã thủ tiêu cô ấy ở đâu người đàn ông đó không trả lời nhưng gương mặt đã bị đánh đến sưng đỏ máu chảy ra từ khóe môi ra rất nhiều ông hàng châu mày tức giận quát lớn có thôi đi không định làm loạn ở đây à chẳng ra thể thống gì con điên cuồng như thế để làm gì mau về lo mọi chuyện được êm xuôi đi đừng điên dại vì một người phụ nữ nữa bà hàng đi đến nắm lấy cánh tay của trạch hạo ngăn cản hắn nếu không chắc chắn hắn sẽ giết chết người đàn ông này trong cơn tức giận của mình bình tĩnh lại đi con mọi chuyện đã quá muộn rồi, ông ta là kẻ máu lạnh. Mẹ cũng không thể nào sống cạnh một người đàn ông máu lạnh như thế. Chúng ta đi thôi. Ông Hàng tức giận chỉ ngón tay về phía vợ nói. Bà đang nói cái quái gì vậy? Cả bà cũng bị phát điên rồi phải không? Bà Hàng lắc đầu. Người điên mới là ông đấy. Nói rồi bà kéo vali và khuyên trạch hạo rời đi đi thôi con. Trạch Hạo liếc nhìn về phía ba mình, hắn lạnh lùng rồi cùng bà Hàng rời đi, chiếc xe đi khuất xa, căn nhà bỗng trở nên trống rỗng, ông Hàng tức giận hất tung bàn uống trà. Điên mất thôi, ai cũng muốn chống đối tôi. Người đàn ông mặt đầy máu cũng được thuộc hạ của ông Hàng đưa đi trừ khử để bịt kín miệng. Trạch Hạo cùng mẹ quay về dinh thự của mình. Tuy hắn không lộ một chút biểu cảm nào trên gương mặt, nhưng tận sâu trong trái tim của hắn là sự đau nhói, tại sao lúc nào cũng hành hạ dày vào cô. Nhưng khi không còn quân giao bên cạnh, hắn lại cảm thấy trống trải đến khó chịu, có lẽ tình yêu trong trạch hạo đã dần dần lấn ác đi nỗi thu hận. Hay chỉ là một chút thương cảm nhất thời mà hắn dành cho cô? Quân giao tìm được một căn nhà cho thuê với giá cả phải chăng, tuy có phần hơi chật nhưng một mình cô sống ở đây chắc chắn sẽ ổn quân dao đang sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp lại căn phòng. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy chóng mặt kinh khủng, quân dao loạn choạng đi đến ghế ngồi xuống để nghỉ ngơi, nhưng cơn chóng mặt lại càng dâng lên, đôi mắt quân dao khép lại một màn đen u tối quay quanh cô, từ lúc đó quân dao chẳng còn biết gì cả. Khi tỉnh dậy cô đã được đưa đến bệnh viện gần đó, quân dao mở mắt hoang mang ngồi dậy, thì được một người phụ nữ trung niên đi đến đỡ bà nói với quân giao con nên nằm nghỉ đi sức khỏe vẫn còn yếu lắm quân giao vừa nhìn đã nhận ra là người chủ cho cô thuê phòng quân giao mệt mỏi lên tiếng là cô đã đưa cháu đến đây sao bà chủ gật đầu nói đúng vậy ta định qua hỏi xem con có cần giúp gì không nhưng không ngờ lại thấy con nằm dưới sàn ta hoảng hốt gọi người đến đưa con đến bệnh viện Quân Giao cúi đầu cảm ơn lòng tốt của bà ấy, cảm ơn cô rất nhiều. Bà cô nhìn Quân Giao cười hiền hậu, vì không có con cái, vừa nhìn Quân Giao bà làm cảm thấy quý mến nên đã cho cô thuê phòng. Không có gì, con đừng khách sáo, sau này có việc cần giúp đỡ thì cứ đến tìm cô. À, bác sĩ nói con đã mang thai nên cần phải chú ý hơn quân giao nghe bà ấy nói cô liền châu mày nhìn xuống bụng của mình nghi ngờ hỏi lại mang thai sao bà chủ nhà gật đầu nói đúng vậy nên con cần phải cẩn thận quân giao đưa tay sờ lên bụng mình lúc trước cô bị xảy thai bác sĩ nói là rất khó có thể mang thai lại sao lại có thể có thai ngay lúc này chứ cô cảm thấy vô cùng lo lắng Bây giờ việc nuôi nấng một đứa trẻ rất là khó khăn, mà hiện tại cô vẫn chưa có công việc làm ổn định, làm sao đủ sức để lo cho đứa bé. Nhưng quân giao lại nghĩ theo chiều hướng tích cực, vì cuộc đời cô đã quá bi kịch, cô phải mạnh mẽ đứng lên, có lẽ đây sẽ là lộc trời ban cho cô sau những tháng ngày cô phải chịu khổ đau. Đứa bé sẽ là nguồn động lực duy nhất để cô tiếp tục sống trên cõi đời này bà chủ nhà cùng quân giao quay về nhà sau khi cô được truyền dịch cơ thể đã ổn hơn rất nhiều như nhìn cô gái yếu ớt chẳng có chút sức khỏe nào lại còn đang mang thai bà cảm thấy hơi thắc mắc nên hỏi vậy chồng con đâu quân giao nghe bà ấy nói bất giác đứng lại cô không hề muốn nhắc đến người đàn ông tàn nhẫn đó nên chỉ trả lời qua loa à chuyện dài lắm khi nào có thời gian con sẽ tâm sự với cô thấy quân giao không có ý muốn nói nên bà chủ nhà cũng đành im lặng không hỏi gì thêm về đến nhà quân giao lại rơi vào trầm tư suy nghĩ liệu đứa bé có được an toàn ra đời cô có đủ sức để nuôi nấng nó nên người hay không bây giờ trên người cô chẳng còn gì quý giá ngoài số tiền mà mỹ kim đã đưa quân giao ông lấy bụng mình trấn an bản thân chúng ta sẽ vượt qua thôi mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để thoát khỏi nơi địa ngục đó, nếu không thì hắn ta sẽ lại tiếp tục bắt mẹ bỏ rơi con, khi mất đi đứa con đầu tiên mẹ đã rất đau lòng con có biết không? Mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng. Con yêu của mẹ. Từ khi nào cô đã trở nên cuộc cường đến lạ thường? Quân giao nghĩ mình cần phải chín chắn và mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ đứa bé chưa ra đời, đứa bé như là một ngọn lửa thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của quân giao cô như tìm được một nguồn sống mới về phía trạch hạo hắn liên tục cho người tìm kiếm xác của quân giao nơi mà người tài xế đã thủ tiêu cô nhưng đều vô vọng trong lòng hắn lại nhen nhóm một tia hy vọng là quân giao vẫn còn sống nhưng điều gì đó đã khiến cho trạch hạo muốn dừng lại và buông bỏ cô chắc có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt Thời gian quân giao mất tích, cố chấp hành hạ mọi người càng khiến cho bản thân mình trở thành một kẻ tội đồ. Người đàn ông trầm mặt đứng trước lan can trong căn phòng tối đen, điếu thuốc trên tay hắn không biết là điếu thứ mấy, những chai rượu nằm rải rác trên sàn nhà, gương mặt của Trạch Hạo đã vô cùng mệt mỏi. Suốt cả tuần qua không có đêm nào mà hắn ngủ ngon, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh quân giao lại hiện ra, đôi mắt của cô đẫm lệ nhìn hắn đầy oán trách khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi hai người phụ nữ của hắn đều muốn rời bỏ hắn ân nhi đến với trạch hạo trong hoàn cảnh không phù hợp bị sự ngăn cản của ông Hàng, còn quân giao đến với hắn chỉ vì sự trả thù có lẽ lý trí của trạch hạo đã kìm hãm tình yêu mãnh liệt hắn dành cho quân giao nên luôn tìm cách hành hạ cô đến đau lòng nhưng tại sao khi nghe cô biến mất hắn lại có cảm giác đau đớn đến như thế thời gian sẽ xóa đi chuyện của bọn họ đánh đổi bằng sự thù hận để lấy sự cô đơn cho chính bản thân mình trạch hạo đã không còn làm chủ được bản thân dáng vẻ nghiêm nghị gương mặt lúc nào nhìn quân giao cũng đầy sự chán ghét khó chịu với mọi việc cô làm dùng những lời lẽ độc ác để chỉ trích lăng mà quân giao đã không còn thay vào đó là sự giằng xé nội tâm tuy không ai thấy nỗi buồn trên gương mặt của hắn nhưng chỉ có bản thân trạch hạo mới biết trái tim của mình lại đau đớn đến nhói lòng bà hàng đi đến dinh thự của trạch hạo căn phòng của hắn vô cùng tối tăm bà ấy từ từ mở cửa đi vào hạo à con có ở đây không bà hàng đi vào bên trong nhìn căn phòng hỗn độn và một dáng người đang đứng cô đơn ngoài lan can bà từ từ tiến đến nói với con trai con sao vậy phòng bừa bộn quá tại sao không ai dọn dẹp? Mẹ sẽ gọi người lên dọn dẹp. Trạch Hạo lạnh giọng nói. Không cần đâu. Bà hàng thở dài lắc đầu nói. dáng vẻ này lại một lần nữa mẹ được thấy nữa đấy, lúc trước ân nhi mất con cũng như thế này. Còn bây giờ? Bà hàng sợ chạm đến nỗi đau của Trạch Hạo nên đã lãng tránh sang việc khác. Mẹ sẽ sang Mỹ ở cùng em trai con, Hôm nay mẹ đến để nói với con một tiếng. Bà Hàng đi đến vỗ nhẹ vào vai của trạch hạo trầm giọng nói. Hãy sống cho mình, đừng để người khác điều khiển. Mẹ biết con rất mạnh mẽ quyết đoán. Hãy lý trí lên, mẹ luôn cảm thấy rất có lỗi với con, vì đã khiến con trở thành con người như ngày hôm nay. Vì mẹ đã không tốt để dạy bảo con, mẹ xin lỗi. Đôi mắt bà đã ngắm lệ khi nói ra những điều này. Bà Hàng nói rồi quay người rời đi. Trong lúc này Trạch Hạo cảm thấy cô đơn vô cùng, hắn chỉ còn lại bản thân mình mà thôi. Không một ai bên cạnh, muốn đứng ở vị trí cao phải luôn chịu đựng sự đơn độc, bản thân hắn đã cảm thấy vui vì điều đó chưa, hay chỉ còn lại một mình gặm nhắm nỗi đau đến tột cùng, thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh, đứa bé trong bụng của quân dao đã to lên rất nhiều, cô cũng đã cận kề ngày sinh nhưng không dám nghĩ việc. Quân dao làm một lúc hai công việc, Cô xin được một công việc chính ở một văn phòng nhỏ, vì được học hành tử tế quân giao đã may mắn được tuyển vào. Nhưng với mức lương đó vẫn chưa đủ để cô tích góp sinh em bé. Tối đến quân giao đi lau dọn vệ sinh bồi bạn cho một học đêm, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ, ngược lại còn rất kiên cường để có thể có tiền nuôi dạy đứa con của mình. Nhưng dạo này vì sắp sinh cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, nên quân giao đã xin nghỉ phép chân cô sưng to đi lại cũng khó khăn cơ thể vô cùng nặng nề. Nhưng những người hàng xóm xung quanh luôn yêu thương và giúp đỡ cho quân giao, để cô không cảm thấy tuổi thân và cô đơn khi phải sinh con một mình, đặc biệt là bà chủ nhà, ngày nào cũng nấu cơm để phần cho quân giao. Khi cô đi làm về liền mang qua cho cô ăn, khiến cho quân giao cảm thấy ngại vô cùng, nhưng suốt mấy tháng nay sống ở đây, cô đã xem bà là gia đình của mình khi nghe tin quân giao đã mất đi tất cả người thân khiến cho bà càng thương cảm nên đã nhận cô làm con gái nuôi lúc ấy quân giao đã khóc nức nở và xà vào lòng bà cái ông của bà thật ấm áp đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được hơi ấm của người thân như thế này càng khiến cho quân giao xúc động ngày hôm nay đã cận kề ngày sinh quân giao đang ngồi xếp đồ đạt cần thiết khi đi sinh vào túi cô vừa xếp đồ vừa xem tin tức trên TV đang phát sóng. Thiếu gia của tập đoàn Hàng Thị, Hàng Trạch Hạo đã kết hôn với Đại Minh Tinh Hồ Mỹ Kim. Hình hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng đẹp đôi, hắc khoác trên người là bộ âu phục chỉnh tề. Gương mặt này đã lâu rồi quân giao mới nhìn thấy, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau nhói. Nhớ lại khoảng thời gian trước thật sự quá kinh khủng bây giờ hắn đã êm ấm bên người vợ mới của mình chắc chắn sẽ không còn nhớ đến cô nữa quân giao không trách ai cả chỉ trách giữa cô và hắn chỉ có nợ nhưng không có duyên ở cạnh nhau chỉ đem đến đau khổ giằng xé cho nhau mà thôi mỹ kim đương nhiên là vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy cưới đắt tiền cô ấy nở một nụ cười rất tươi chắc có lẽ cô ấy đang rất hạnh phúc khi người mình yêu thầm suốt cả thanh xuân cuối cùng cũng là chồng của mình Quân Giao cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì cuộc đời cô đã được giải thoát. Bỗng nhiên bụng Quân Giao đau dữ dội, cô bắt đầu thở gấp, cố gắng để đứng lên. Một làn nước nóng chảy xuống chân cô, là nước ối. Quân Giao biết mình sắp sinh, cô vô cùng hoảng hốt. Trong những lúc này Quân Giao lại cần một người ở cạnh vô cùng. Nước mắt cô rơi lã chả không thể nào đi nổi nữa. May mắn thay mẹ nuôi của cô đến kịp lúc. Bà định đến xem quân giao sắp xếp đồ đạc đến đâu rồi nhưng không ngờ lại thấy cảnh này. Bà vội vàng đi đến đỡ lấy quân giao và trấn an cô, vì đây là lần đầu sinh nở nên cô có hơi bấn loạn tinh thần, mẹ nuôi của cô nhờ người gọi cấp cứu. Quân giao được đưa đến bệnh viện, cô đau đớn đến mức mồ hôi đổ đầy trên mặt. Quân giao đã được đưa vào phòng sinh cô nhăn mặt vì cơn đau đớn như xé da xé thịt một mình cô cuộc cường đau đớn sinh con trong căn phòng lạnh lẽo, còn Trạch Hạo lại kết hôn với người con gái khác. Thời gian trôi qua. Cuối cùng cũng nghe được tiếng đứa bé khóc hòa lên, quân dao mệt mỏi đưa mắt nhìn con mình, cô đã rơi nước mắt. Đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc chứ không còn là đau thương nữa. Cuối cùng, ngôi sao nhỏ của cô đã ra đời, quân dao đưa môi hôn lên má con mình rồi nở một nụ cười đầy hạnh phúc ông trời đã thương cho cô gái nhỏ yếu ớt được mẹ tròn con vuông quân giao mệt mỏi sau khi sinh nên được đưa đến nằm ở phòng dưỡng sức mẹ nuôi của cô đi vào đem cho cô chút canh tẩm bổ con thấy trong người sao rồi quân giao mỉm cười nhẹ nhàng nói làm phiền mẹ quá con đã ổn hơn rất nhiều rồi mẹ nuôi trách cứ quân giao đã nhận ta làm mẹ mà còn khách sáo vậy sao quân giao ngại ngùng nói dạ con xin lỗi hai người nhìn nhau cười vui vẻ cô không ngờ sẽ có một ngày một người xa lạ lại là mẹ nuôi yêu thương cô nhiều như thế đứa bé được đưa đến để cô cho bú sữa nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình quân giao vô cùng hạnh phúc mẹ nuôi của cô lên tiếng hỏi con định đặt tên cho thằng bé là gì quân giao ngồi ngẫm nghĩ một lúc cô đã có kết quả là quân thiên. Con muốn thằng bé lấy họ của con và luôn mạnh mẽ có tấm lòng thương người. Trạch Hạo cũng vì bất đắc dĩ mới kết hôn cùng với Mỹ Kim. Hắn đã buông bỏ thật sự. Một sự thật khiến cho Trạch Hạo không dám tin là quân giao sẽ không quay trở về bên cạnh hắn nữa. Nhưng hình bóng của cô vẫn hiện hữu trong tâm trí của Trạch Hạo. Dày vỏ tâm trí hắn từng đêm khiến cho những cơn mất ngủ kéo dài qua từng ngày mỗi khi nhắm đôi mắt lại hình ảnh quân giao nhìn hắn đầy sự oán trách lại hiện ra có lúc trạch hạo đã nghĩ cô rất hận hắn nên luôn muốn rời xa hắn từ ngày không còn quân giao bên cạnh trạch hạo cảm thấy vô cùng trống trải luôn cáu gắt với mọi người xung quanh chẳng ngày nào hắn vui vẻ cả vì mỹ kim có sức ảnh hưởng quá lớn phan của cô ấy rất đông đảo bọn họ đã kích điên cuồng vào tập đoàn hàng thị mỹ kim cũng bị đã kích động rất nhiều nhưng đa phần mọi người đều oán trách cô ấy là người phá hủy hạnh phúc gia đình của người khác mặc cho phía tập đoàn hàng thị đã công khai đơn ly hôn của quân giao và trạch hạo bọn họ vẫn dùng nhiều lời lẽ không hay với mỹ kim cô ấy đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng ngoài việc làm đại minh tinh nổi tiếng gia thế của mỹ kim cũng vô cùng nổi bật ba của cô ấy đang nắm trong tay một sản nghiệp lớn với những chi nhánh phủ khắp nước điều đó đã khiến cho ông hàng ba của trạch hạo sáng mắt ông ta buộc trạch hạo phải kết hôn với mỹ kim để dập tắt tin đồn đồng thời đó cũng là mối liên kết giữa hai bên gia đình người đàn ông đó chưa bao giờ muốn từ bỏ những tham vọng của mình với tính cách của trạch hạo không một ai có thể ép buộc hắn làm bất cứ điều gì cả ngoại trừ người hắn yêu thương và xem trọng. Nhưng Mỹ Kim đã cùng trạch hạo lớn lên, hắn đã xem cô ấy như một người em gái thật sự, nên đã không nỡ bỏ rơi cô ấy trong những lúc như thế này. Nhìn Mỹ Kim bị stress nặng giữa những đà kích, trong lòng trạch hạo cảm thấy ấy nấy một phần, tin đồn cũng liên quan đến gia đình của hắn. Vì vậy Trạch Hạo đã đồng ý kết hôn với Mỹ Kim nhưng không có nghĩa là hắn yêu cô ấy. Trạch Hạo làm như vậy cũng chỉ vì trách nhiệm. Trước ngày kết hôn một ngày, Trạch Hạo đã đi đến hộp đêm để uống rượu, từ đầu hắn đã không xem trọng cuộc hôn nhân này, nhưng vì cảm thấy ấy nấy với Mỹ Kim nên Trạch Hạo mới quyết định như thế. Nhưng tận sâu trong trái tim của hắn vẫn luôn nhung nhớ về hình ảnh cô gái bé nhỏ dành cả thanh xuân để yêu thương hắn hết mực nhưng đánh đổi lại là sự dày vòi nhẫn tâm của trạch hạo những lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng ân hận hôn lễ sắp bắt đầu nhưng chú rể vẫn chưa đến mỹ kim ngồi trong phòng chờ lo lắng cô cứ đi đi lại lại trong phòng tâm trạng đầy bất an và sợ hãi bỗng nhiên một chiếc siêu xe xuất hiện trạch hạo vội vàng đi vào bên trong mỹ kim lúc này đã nở một nụ cười an tâm cô ta đi đến hỏi thăm trạch hạo sao anh lại đến trễ vậy trên gương mặt của trạch hạo là sự mệt mỏi men rượu vẫn còn động lại trên người của hắn giọng nói của trạch hạo có chút khàn đục xin lỗi anh ngủ quên mỹ kim cảm thấy thất vọng về thái độ hờ hững của trạch hạo nhưng người cô ta yêu là hắn vì để được kết hôn với trạch hạo cô ấy đã bất chấp tất cả để cùng hắn sánh bước lên lễ đường Trạch Hạo cùng mỹ kim cùng nhau bước lên lễ đường với sự chứng kiến của rất nhiều người bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ họ đây là lần thứ hai Trạch Hạo mặc lễ phục bước lên lễ đường kết hôn nên đối với bản thân hắn vô cùng bình thường còn mỹ kim tràn ngập trong sự hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng được kết hôn với người mình thật sự yêu thương sau khi kết hôn Trạch Hạo đã vạch rõ ranh giới giữa mỹ kim và hắn trạch hạo không ở nhà chung của hai người và đương nhiên hắn cũng không động đến mỹ kim dù chỉ là một sợ tóc bởi vì trong mắt của trạch hạo mỹ kim chỉ là một cô em gái không hơn không kém hắn luôn tìm lý do là đi công tác để rời khỏi nhà điều này càng khiến cho mỹ kim vô cùng bất mãn cô ta luôn tìm mọi cách để thể hiện tình yêu của mình với trạch hạo nhưng lúc nào cũng bị hắn từ chối khéo rồi rời đi đó là biểu hiện của sự cố chấp của một con người tại sao vẫn cố chấp kết hôn và yêu một người không yêu mình nhưng tình yêu của mỹ kim dành cho trạch hạo quá lớn khiến cho cô không còn là chính mình nữa từ khi nào cô ta lại điên cuồng mù quáng trong tình yêu như thế đêm nào cũng chỉ mình cô cô đơn trong căn phòng tối tăm mỹ kim đã khóc rất nhiều cho những quyết định ngu ngốc của mình không lẽ một chút tình cảm với cô ấy mà Trạch Hạo cũng không có. Quân Giao chỉ nghĩ sinh một tháng thì đã quay lại với công việc văn phòng của mình, cô không muốn bỏ lỡ từng giây từng phút để có thể kiếm tiền nuôi nấng Tiểu Thiên. Còn về Tiểu Thiên, dường như thằng bé biết cô đã phải vất vả bao nhiêu để nuôi nấng nó, nên thằng bé rất ngoan ngoãn không quấy khóc nhiều. Mỗi ngày quân giao phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ nuôi mặc dù biết rất làm phiền đến bà nhưng ngoài bà ấy ra cô không dám tin tưởng giao con của mình cho một ai cả nhưng mẹ nuôi của cô rất vui vẻ khi chăm sóc cho quân thiên vì từ trước đến nay bà chưa bao giờ biết được cảm giác chăm sóc cho con cháu bởi vì bà không có con cái nên bà đã yêu thương và tận tình chăm sóc cho quân thiên hết mực mỗi tháng khi nào có lương quân giao cũng gửi cho mẹ nuôi một ít tuy không nhiều nhưng nó sẽ làm cho cô cảm thấy không ấy nấy về sau này. Lúc đầu bà đã từ chối nhưng vì quân giao đã năn nỉ mãi. Cuối cùng bà cũng nhận, làm cho cô cảm thấy yên lòng vô cùng. Hôm nay là một ngày mưa, quân giao tan làm ở văn phòng, cô đã quên đem ô nên đang sốt ruột để về chăm con, vì tiểu thiên còn quá nhỏ nên cô không thể nào đi làm thêm vào buổi tối. Đợi đến khi nào thằng bé lớn hơn, cô sẽ đưa nó vào nhà trong trẻ để đi làm thêm vào buổi tối bỗng một người đồng nghiệp bước đến đưa chiếc ô đang cầm trên tay cho quân giao cô hơi bất ngờ nhìn về phía đó là cậu thanh niên mới vừa vào công ty được vài hôm cậu ấy nhìn quân giao cúi đầu chào nói chị cầm ô này về nhà trước đi quân giao khách sáo lắc đầu từ chối không cần đâu cậu cứ che ô về trước đi đưa cho tôi thì cậu sẽ bị ướt đấy người thanh niên cười tươi nói không sao đâu mà tôi khỏe lắm đấy còn chị nếu bị ướt sẽ cảm mất nghe cậu ta nói quân dao liền nhếch mép cười vì cũng đang vội về nhà nên cô đã cầm lấy chiếc ô cám ơn cậu người thanh niên đội chiếc cặp văn phòng của mình lên đầu rồi chạy ào vào trong mưa vừa đi được nửa đường bỗng nhiên cậu ta quay lại hỏi chị dì ơi tôi xin tự giới thiệu tôi là tạ minh lâm quân giao thấy cậu ta sắp ướt hết người liền vội vàng trả lời tôi là lý quân giao cứ gọi là quân giao là được rồi minh lâm cười rạng rỡ nói lớn rất vui được gặp chị quân giao đơn người một hồi cô không hiểu tại sao cậu ấy lại tốt với mình như vậy từ trước đến nay chưa một ai tốt với cô mà không có lý do cả chắc có lẽ cô đã quá mất lòng tin nên một chút lòng tốt của người lạ lại khiến cho cô đề phòng như vậy quân giao rời khỏi suy nghĩ của mình rồi bật ô lên đi về nhà yêu thương luôn mang hương vị ngọt ngào và tin tưởng luôn mang hương vị đậm đà của sự gắn kết lắng nghe tiếng nói từ bên trong chính mình để cảm nhận tình yêu và tin tưởng nơi người đó lòng tin là điều quý giá mà mỗi con người đều luôn trân trọng có thể nói chiếm được lòng tin của người khác cho thấy giá trị của bản thân mỗi người, bởi đâu phải dễ dàng mà con người đặt lòng tin ở nhau. Cũng tương tự như vậy, nếu đã đánh mất đi lòng tin, có lẽ mãi mãi chẳng thể nào lấy lại được. Dù là tình yêu hay cuộc sống, thì lòng tin cũng giống như một tờ giấy, một khi nó đã bị nhàu nát thì không bao giờ được phản phiêu trở lại, nếu coi niềm tin là một tấm gương, khi gương vỡ có thể lắp ráp lại, nhưng cuối cùng vẫn cứ nhìn thấy sự hiện diện của những mảnh vỡ trong sự phản chiếu đầy ngu ngốc hai bên đang ngồi đối diện bầu không khí rất căng thẳng từ trước đến nay hàng thị và mặt thị chưa bao giờ có điểm chung luôn đối đầu với nhau trong các dự án lớn hôm nay vì trạch hạo đã ký được một hợp đồng lớn dự án này sẽ đem về lợi nhuận cho công ty rất cao đây cũng là dự án mặt trịnh muốn nhắm đến Vậy nên hôm nay đích thân anh ta đến đây để ngỏ ý hợp tác với hàng thị, nhưng thái độ của trạch hạo vô cùng ngông cuồng. Nhìn sắc mặt của hắn. Mặt trịnh đã biết hắn chẳng tha thiết gì với những điều kiện của anh ta đặt ra. Chào anh, đã lâu rồi chúng ta chưa dùng cơm, hay là hôm nay tôi mời anh? Trạch hạo ngồi bắt chéo chân, trên gương mặt là biểu hiện của sự nhàm chán. Hôm nay tôi bận rồi. Mặt trịnh nhìn hắn cười gượng, nhưng trong lòng lại rất tức giận trước sự ngạo mạn của trạch hạo. Vậy thì để dịp khác vậy. Vào vấn đề chính đi. Nghe trạch hạo nói mặt trịnh liền cười tươi với vẻ mặt đầy thiện chí. Anh đúng là người không thích bài bản. Hôm nay tôi đến đây là muốn ngỏ ý cùng với phía tập đoàn của anh cùng hợp tác. Dự án thiên bang sắp tới mặt trịnh vừa nói dứt câu trạch hạo đã lên tiếng phản đối chúng tôi không có ý định đó mặt trịnh liền nhẹ giọng thuyết phục hắn mong anh hãy suy nghĩ lại chúng ta cùng nhau hợp tác thì dự án này chắc chắn sẽ thành công tuyệt đối trạch hạo gọi thư ký vào tiễn khách giúp tôi thái độ đó của trạch hạo đã khiến cho mặt trịnh vô cùng bẻ mặt và tức giận anh ta đứng lên nhìn trạch hạo nói đúng là ngạo mạn. Tôi sẽ cho anh hối hận. Lý do Trạch Hạo làm như vậy là vì mặt Trịnh chẳng có ý tốt như lời anh ta nói. Hắn thừa biết mặt thì chẳng kinh doanh sạch sẽ gì. Bên ngoài là một tập đoàn lớn, nhưng bên trong lại thối nát đến mức nào. Tiền của bọn họ đều nhuốm máu của người nghèo. Mặt Trịnh ra về nhưng anh ta lại không cam lòng nghiến răng nói. Được lắm tôi sẽ cho các người biết thế nào là độc ác thanh xuân của cô gái trẻ đã bị chôn vùi trong nỗi tuyệt vọng với những hư ảo về cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu mỹ kim cảm thấy vô cùng bức bối suốt một năm kết hôn với trạch hạo ngoài cái danh xưng là vợ của hắn ra thì cô ta chẳng có được một sự quan tâm nào từ trạch hạo cả hai người càng trở nên gượng gạo xa cách hơn chẳng khác nào người dưng xa lạ hôm nay mỹ kim nghe người hầu trong nhà nói là trạch hạo sẽ về nhà cô liền cảm thấy vui mừng như nắm được một tia hy vọng nữa mặc dù cô ta đã hy vọng rất nhiều suốt thời gian qua mỹ kim tự tay xuống bếp tuy có phần hơi vụng về nhưng cô ta vẫn hoàn thành tốt một bàn ăn thịnh soạn được bài trí cẩn thận mỹ kim vui vẻ nhìn lại thành quả của mình rồi đi lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ và trang điểm cẩn thận để chờ trạch hạo quay về chiếc xe màu đen đã quay về dinh thự mỹ kim nghe tiếng xe liền vui mừng chạy xuống nhà để chào đón trạch hạo hắn đi vào nhà mỹ kim liền vui vẻ đi đến nói mừng anh đã trở về trạch hạo cười nhẹ với cô ta nhưng điều đó lại làm cho mỹ kim cảm thấy hạnh phúc vô cùng em đã chuẩn bị đồ ăn cả buổi chỉ để anh về thưởng thức mau đến bàn ăn thôi trạch hạo bị mỹ kim kéo tay đến bàn ăn hai người ngồi đối diện với nhau khung cảnh vô cùng lãng mạn trạch hạo cầm lấy ly rượu vang lên thưởng thức chất cồn chảy vào cơ thể cây nồng khiến cho hắn vô cùng dễ chịu mỹ kim nhìn trạch hạo đầy sự yêu thương anh mau ăn đi xem em nấu có ngon không trạch hạo đưa đũa gấp một ít thức ăn rồi cho vào miệng thưởng thức rồi gật đầu nói vừa miệng lắm trạch hạo chỉ ăn qua loa rồi rời khỏi bàn ăn em cứ dùng bữa tiếp đi, anh hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi sớm. Mỹ Kim cảm thấy vô cùng thất vọng, lúc nào Trạch Hạo cũng muốn lãng tránh cô ta. Đến cả cuộc gọi của cô, hắn cũng chẳng muốn bắt máy, khiến cho Mỹ Kim cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhưng cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Mỹ Kim cũng dừng dùng bữa, cô ta cũng đi lên phòng, Trạch hạo vừa tắm xong thoải mái đi ra ngoài đã nhìn thấy mỹ kim mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh cô ta làm như vậy là muốn có được sự yêu thương quan tâm của trạch hạo nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng lạnh lùng em ăn mặc phong phanh thế mau về phòng ngủ đi anh đang mệt rất muốn đi ngủ mỹ kim kiên quyết nói hôm nay em sẽ ngủ cùng anh tại sao kết hôn với nhau gần một năm rồi mà anh không bao giờ động đến em? Có phải là anh chán ghét em đúng không? Trạch Hạo đưa tay xoa hai vần thái dương, gương mặt đầy mệt mỏi giọng nói khang trầm. Được rồi đừng làm loạn nữa, mau về phòng của mình đi. Mỹ Kim vẫn cương quyết không đi, cô ta nhìn sâu vào đôi mắt của Trạch Hạo rồi đưa cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người xuống, thân thể của Mỹ Kim dần dần lộ ra trước mặt Trạch Hạo nhưng hắn không hề động tâm mà cầm chiếc khăn đi đến che lấy cơ thể của mỹ kim rồi bất lực nói em đừng làm anh khó xử anh không muốn đụng vào em là vì anh muốn em sẽ giữ thân thể của mình tìm được một người đàn ông yêu thương em thật sự từ tận đáy lòng của anh em vẫn là một cô em gái bé nhỏ khi nào thật sự em muốn rời đi thì hãy nói với anh anh sẽ ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho em còn bây giờ hãy để cho anh được yên ổn đừng dùng những cách này lấy lòng anh từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ sẽ yêu em mong em hiểu cho anh những lời trạch hạo nói như là ngàn mũi dao đâm vào trái tim của mỹ kim trên gương mặt của cô ta đã đầm đìa nước mắt nghẹn ngào nói anh quá đáng lắm anh thừa biết người em yêu chỉ có mỗi mình anh từ nhỏ đến lớn em chỉ mơ ước được gã cho anh tại sao anh lại từ chối tình cảm của em em đã bất chấp tất cả để có thể kết hôn với anh mong rằng một ngày trái tim anh sẽ thay đổi tại sao chứ mỹ kim ấm ức hét lớn tại sao anh vẫn còn giữ bức ảnh của quân giao lúc nào cũng đem theo nó bên người như là bùa hộ mệnh khi cô ta ở đây anh đã luôn tìm cách hành hạ giày vò cô ta khi quân giao biến mất anh lại đem lòng nhớ Nhung. Thật chất con người của anh là như thế nào? Có biết được như thế nào là tình yêu hay không? Em đã quá mệt mỏi rồi, được. Nếu muốn thì ra tòa ly hôn, em sẽ không yêu anh nữa, sẽ biến mất khỏi nơi này mãi mãi để anh không cảm thấy khó xử. Hu hu, đồ độ ác độc. Mỹ Kim mặc lại chiếc váy ngủ rồi vội vàng chạy ra ngoài bỗng nhiên trạch hạo thấy trong lòng nặng trĩu hắn đi đến ghế lấy thuốc lá ra rồi bắt đầu hút làn khói trắng bay nghiêng ngút trong căn phòng bao nhiêu tâm sự chất đống từ lâu hắn đã quên cách yêu thương một ai đó như lời mỹ kim đã nói hắn luôn hận quân giao vì ba cô đã đâm chết ân nhi nhưng tại sao lại nhớ đến cô nhiều đến như thế chắc có lẽ hắn đã thật sự yêu cô nhưng bản thân mình lại không nhận ra điều đó khi nghe tin quân giao bị hãm hại trạch hạo lại vô cùng đau lòng đặc biệt là nơi ngực trái cứ đau nhói từng cơn đến lạ thường